Mình chào quý cô chú anh chị đang xem kênh LTK Bonsai ha. Hôm nay nhà vườn Nguyễn Ngọc em lên thêm clip mới nữa nha quý cô chú anh chị. Clip mới bao gồm là cũng là cẩm thạch 6 màu ha. 5 màu, 6 màu, 7 màu, ngũ sắc. Tí cẩm thạch tím. Đa dạng mặt hàng nha quý cô chú anh chị. Số điện thoại nhà vườn của nhà vườn em là 0799667521 là số Zalo của em luôn ạ. Hiện tại thì em ở Hòa Thành, Lai Dung, Đồng Tháp. Em cũng cảm ơn quý cô chú anh chị đã ủng hộ em clip rồi luôn đó nha. Dạ em không mất thời gian là em vô cây số 1. Cây số 1 là một cây cẩm thạch 6 màu, khung tàn dù nha quý cô chú anh chị. Cái này em đã làm khung rồi ha. 6 màu bao gồm của nó là cẩm thạch hồng, cẩm thạch tím siêu bông, bilacan, cẩm thạch tím tiết, cẩm thạch màu tím lục bình và màu trắng nha quý cô chú anh chị, màu trắng biệt ở trên nha. Và một màu nữa là cẩm thạch cầu vồng ha. Rồi đây là đủ 6 màu cho mình nha. Cái khung này làm bằng sắt chứ cứng lắm nha quý cô chú anh chị. Khung tròn quay luôn ha. Mã số 1 này có chiều cao 1m3, tán ngang 85, hoành của nó là 41. Hoành rất là lớn nha quý cô chú anh chị. Nè, hoành tay em không nháp ha. Cũ đế sổ. Cái này do nó bị chày á của chú anh chị, em đã xử lý rồi ha. Xử lý rồi cây sẽ không sao ha. Cây thì nó sẵn sống khỏe bình thường nha quý cô chú anh chị. Em đo hạo luôn cho nguyên cái cụm đế ha. Rồi cụ đế ở đây là 45. Cụ đế nó còn chạc ra nữa nha quý cô chú anh chị. Cái thân trên đây rất là ta hào hơn một thân này ha. Thân này là 15. Cái này được 3 thân nha quý cô chú anh chị. Tấn ngang này là em đo như vậy nha quý cô chú anh chị, đo từ đây qua đây nha chứ em không có đo dòng ở trên nha. Rồi mã số 1 này em xin giao lưu là 1.500.000, 2.500.000 là em bao ship ạ. Là em bao ship toàn quốc nha quý cô chú anh chị, 2.500.000 là em bao ship toàn quốc. Khi ship là em sẽ ship lưu nguyên chậu cho mình nha. Dạ. Yeah. Dạ tiếp theo em lên cây số này, cây cẩm thạch, cây này là được 5 màu nha quý cô chú anh chị. Dáng nó bay xuống ha. Cái đế nó bay rất là đẹp luôn ạ. Cây này thì được 5 mâm nha quý cô chú anh chị. 5 màu của nó là cẩm thạch tím siêu bông, trắng, tím tiết, cẩm thạch tím tiết nha. Còn và đây là cái nhánh này là cẩm thạch cầu, đây là cái bông của nó nè, là cẩm thạch cầu vồng nha quý cô chú anh chị. Và một màu nữa là bilacan, là 5 màu cho mình ha. Đế bài nha quý cô chú anh chị, đế bài xuống rất là đẹp nha. Đế dưới đây thì nó nở ra ha. Rất là đẹp luôn ạ. Mã số 2 này có chiều cao là 85, tán ngang của nó là 55 ha. 55 là em đo 2 mâm nha. Rồi hoành của nó là 32 ạ. Mã số 2 này em xin Zalo là 1.400.000. 1.400.000 thì là em bao ship toàn quốc. Giấy thì trong quá trình vận chuyển ở xa, cô chú anh chị mình ở xa thì nó sẽ rụng bông rụng lá nha quý cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình trong vòng 10 bữa, nửa tháng 20 ngày là nó sẽ đâm đọt lại rất là nhiều ha. Tiếp theo là mã số 3. Mã số 3 cây này là cây cẩm thạch 5 màu luôn ạ. Đây 5 màu ha. Cái nhánh này là cầu vồng nha quý cô chú anh chị. Nó đột biến ra ha. Cẩm thạch cầu vồng, tím tiết siêu bông, cẩm thạch tím siêu bông, bilacan, trắng. Còn mà nữa là được. Cái này là em bao cho cô chú anh chị mình 5 màu ha. Cẩm thạch tím là 1 nè, trắng là 2, bilacan là 3. Cẩm thạch tím tiết là 4, còn màu cầu vồng này nó là 5 ha. Vậy là đủ 5 màu nha.
chi cành ra rất là khéo, là đẹp nha quý cô chú anh chị. Đế rất là nở nha, đế rất là quái nè, hai tay em nè. Mã số 3 có chiều cao là 90, tấn ngang 75, hoành của nó cũng 32 ạ. Rồi mã số 3 này em xin Zalo là 1,4 triệu ạ. 1,4 triệu là em bao ship ha. Tiếp theo là mã số 4, cũng vẫn là cây cẩm thạch. Cái này cũng 5 màu nha. Cái này là hồi đó là em ghép tới 6 màu, 7 màu nha quý cô chú anh chị. Tại vì giấc này thì nó mới có chỗ bông ra 5 màu thì em bao chú cô chú anh chị mình 5 màu ha. Sau này nó có chỗ thêm ra nữa thì cô chú anh chị mình chơi rất là đẹp nha. Dạ, mã số 4 này có chiều cao 90, tấn ngang 75, hoành của nó là 33. Đến thì đế sổ cao nha quý cô chú anh chị. Đế sổ này là 40 ha. Nè, củ đế nè, hai cái tay em nè. Dạ. Cái này là mã số 3 với số 4, hai cây này là một cặp đó nha quý cô chú chị, hai cây một cặp nó đồng trạng với nhau luôn nha. Nó rất là đẹp. Rồi mã số 4 này thì em xin Zalo là 1,4 triệu. 1,4 triệu là em bao gồm phí ship luôn ạ. Nó cũng 5 màu như cái cây này, cây mã số 3 nha quý cô chú chị. Tiếp theo là mã số 5, cũng vẫn là cái cẩm thạch, cẩm thạch 5 màu luôn ạ. 5 màu. Cái này là em bao cô chú anh chị mình 5 màu nha. Đế này lùng lực nha quý chú, cây cô chú anh chị, cây này lùng lực ha. Cây này rất là đẹp luôn ạ. Hai tay của nó nè, cái tay của em mà em xè ra ha, mà nó không giáp luôn nha. Hoành rất là lớn. Mã số 5 có chiều cao 75, tấn ngang 70, hoành 35. Chi cành rất là nhiều nha quý cô chú anh chị. Cô chú anh chị mua mấy cái này về Tết trưng chỗ ra 5-6 màu rất là đẹp nha. Nhìn cái bông nó lộn xộn màu nhìn rất là đẹp luôn ạ. Rồi mã số 5 này em xin Zalo là 1,5 triệu. 1,5 triệu là em bao gồm phí ship cho mình ha. Tiếp theo là mã số 6. Cây này cẩm thạch là cây này thì là được 6 màu. Cái này là trắng, cầu dòng, tím tiết, tím siêu bông và bilacan. Ở trên này là nhánh này là màu tím lục bình nha quý cô chú anh chị. Cái này thì được 2, 1, 2. Cái này là được 7 mâm ha. 7 mâm cho mình ạ. Cái này quý cô chú anh chị sau này mình vô dây mình làm mâm ra rất là đẹp ạ. Đế sổ nha, đế sổ, đế lực, đế quái ha. Đây nè, hai cái tay. Nói chung về mấy cái lô cẩm thạch nhiều màu này, củ đế này cây nào cũng nấy cũng bự hết trơn á quý cô chú anh chị. Rất là lớn. Đế là đế lực. Cái cọng đế của nó này mà em cầm cái tay rồi nè. Mã số 6 này có chiều cao là 1m25, tấn ngang là 75, hoành của nó là 37 ạ. Mã số 6 này em xin Zalo là 1,700,000. 1,700,000 là em bao ship toàn quốc ha. Tiếp theo là mã số 7. Mã số 7 là cây cẩm thạch. Cây này là được 5 màu. 5 màu mà lá nó được 1, 2, 3, 4 ha quý cô chú anh chị. 4 mâm ha. Cái này nếu mình uống mâm ra đây nè, rất là đẹp. Củ đế này rất là già cây rồi nha quý cô chú anh chị. Cây này nè, em xè ra bằng được phân nửa cây của nó hả cô chú anh chị. Mã số 7 có chiều cao là 1m15, tấn ngang 50, hoành là 36. Đế rất là bự nha quý cô chú anh chị. Nè em dành xè bằng tay ra nè.
Mã số 7 này em xin Zalo là 1 triệu rưỡi ạ. 1 triệu 500 ngàn là em bao ship luôn nha. Ui. Tiếp theo là mã số 8. Cây này cũng là cây cẩm thạch 6 màu. Cái này là màu tím lục bình, theo quý cô chú anh chị. Đây là cẩm thạch tím tiết. Đây là tím siêu bông. Bilacan. Là một màu cầu vồng nữa. Cầu vồng là ở trên. Đây nè, cầu vồng là quý cô chú anh chị. Nhìn cầu vồng ha. Đế này đế sổ mà đế rất là lực nha quý cô chú anh chị. Ha, đế rất là quái ha. Đế này nó đâm thẳng xuống luôn ha. Rồi mã số 8 có chiều cao 85, tấn ngang 75, hoành là 41. Cái hoành nó quá xá là lớn luôn nha quý cô chú anh chị. Rồi mã số 18 này em xin Zalo là 1 triệu 6 ha. 1 triệu 6 là em bao gồm phí ship cho mình luôn. Dạ, em lên cây này là một cây ba màu. Ba màu là ba mâm. Mỗi một màu là một mâm. Đây là trắng đại phúc, hồng đại phúc và tím bướm. Cây này ba mâm rất là đẹp, đúng không cô chú anh chị? Ba mâm rất là siêu bông nha. Ba giống này rất là siêu bông. Chiều cao của nó là 1m20, tán ngang là 90, hoành 19. Đế rất là sạch sẽ, đế sổ nha quý cô chú anh chị. Cái này quý cô chú mình, anh chị mình biết chơi, mình trồng trong cái IQ rất là đẹp nha quý cô chú anh chị. Đại phúc tím, đại phúc hồng và tím bướm. Cây dáng lắc lượng ha. Rồi mã số 9 này em xin Zalo là 900 ngàn. 900 ngàn là em bao ship nha. Tiếp theo mã số 10 là một cây ngũ sắc thái. Ngũ sắc thái 5 màu, tông một cốt lắc lượng. Ngũ sắc thái thì này thì nó rất là siêu bông. Ngũ sắc thái bao gồm là màu hồng sắc pháo, màu vàng, trắng phúc hồng, màu cam, màu đỏ. Đây nó ra đủ 5 mặt hoa hết quý cô chú anh chị. Cái này mình làm tàn dù rất là đẹp nha. Cái thân cây nó rất là lực luôn ạ. Đế này đế sổ và đế quái nha quý cô chú anh chị. Mã số 10 có chiều cao 1m7, tấn ngang 1m6, hoành của nó là 25. Mã số 10 này em xin Zalo là 1 triệu 500 ngàn. Ủa 1 triệu 1 ạ. 1 triệu 1 em bao gồm phí ship nha quý cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 11 ạ. Mã số 11 cũng vẫn là một cây ngũ sắc thái luôn ạ. Ngũ sắc thái này thì nó đang ra chỗ bông gỗ hả quý cô chú anh chị. Nó có một số bút nụ nữa nha. Một cốt thoát thăng lên ha. Lên chi cành ra rất là nhiều. Thăng thì rất là lực. Cái này nó rất là già cây hả quý cô chú anh chị. Cái thăng nó u lên ra luôn ha. Đế thì đế sổ mà đế quái đấy ha. Đế rất là quái luôn. Mã số 11 có chiều cao 1m7, tấn ngang 1m6, hoành 22. Mã số 11 này em xin Zalo là 1 triệu 1 ạ. 1 triệu 100 ngàn là em bao ship nha. Tiếp theo mã số 12 cũng vẫn là một cây ngũ sắc thái luôn ạ. Cây này thì cũng đang chỗ bông đủ 5 mặt hoa nha quý cô chú anh chị. Cái bông ngũ sắc thái cái màu nó rất là đẹp nha. Mã số 12 có chiều cao 1m6, tấn ngang 1m6, hoành 21. Để quái nhiều đôi sổ quái lắc lượng nha quý cô chú anh chị.
Mã số 12 này em xin giao lưu là 1 triệu ạ. 1 triệu là em bao gồm phí ship ha. Tiếp theo là mã số 13. Cũng vẫn là một cây ngũ sắc thái luôn ạ. Cái phân tàn này, phân tàn tròn. Theo với cô chú anh chị, phân tàn này nhánh ra rất là dài. Mình uống tàn dù rất là đẹp ha. Đó, cái cây này thì cũng hiện diện lên năm mặt hoa ha. Cái này bo này là em ghép rất là nhiều bo nha quý cô chú anh chị. Em ghép một màu từ 2 đến 4 bo ha. Mã số 13 có chiều cao 1m7, thân ngang 1m6, hoành 20. Đế nè. Đế sổ mà là đế cong xuống đây ha quý cô chú anh chị. Đế rất là đẹp luôn ạ. Một cốt phát thăng lên ha. Mã số 13 này em xin giao lưu là 1 triệu mốt. 1 triệu mốt là em bao gồm phí ship ha. Tiếp theo là mã số 14. 14 này là em lên cây cẩm thạch tím siêu bông ha. Cây này thì em được là 3 mâm với một mâm nhỏ trên đây nha quý cô chú anh chị. Giờ cô chú anh chị mình đó, nó ra bự mình làm mâm ra thêm ha. Tím này là tím đậm nha, tím này rất là siêu bông nha quý cô chú anh chị. Đế này đế quái nè, đế sổ cao ha, đế sổ cao mà đế quái cái này kìa, đế sổ này có tầm 40 bốn mấy nha quý cô chú anh chị. Mã số 14 có chiều cao 1m05, tấn ngang 85, hoành 25. Mã số 14 này em xin giao lưu là 900.000. Cây rất là chi cành, cái mâm của nó rất là đặc nha quý cô chú anh chị. Lôi đắng. Mã số 15 ạ. Cũng vẫn là cây cẩm thạch tím siêu bông luôn ạ. Cây này được 2 mâm nha quý cô chú anh chị với đọt đỉnh ở trên ha. Cây này dạng lùng lực nha quý cô chú anh chị. Mã số 15 có chiều cao 75, tấn ngang 85, hoành 23. Cây này mình chưa ăn sai được nè, rất là đẹp nha. Đế này đế quái nha quý cô chú anh chị, đế sổ xuống mà đế rất là đẹp luôn. Mã số 15 em xin giao lưu là 600.000. 600.000 là em bao ship ha. Cái này cũng vẫn là cái dòng cẩm thạch tím siêu bông nha quý cô chú anh chị. Tiếp theo là mã số 16. Cái này là em lên cây này là cây giáng bay ha. Gốc đa số giấy bên em là gốc giấy Mỹ nha quý cô chú anh chị. Giáng bay này là nó được hai mã, hai màu. Thứ nhất là cây da màu này là màu cành vàng lá ngọc, thứ ba là hồng găng ha. Này giáng bay này rất là đẹp nha quý cô chú anh chị. Cái này gì mình vô dây mình uống tầng ở trên này á quý cô chú anh chị. Rất là đẹp luôn ạ. Mã số 16 có chiều bay của nó là 1m25, tấn ngang 70, hoành 13. Đế sổ dài nha, đế sổ dài này cũng cỡ tầm 40 nha quý cô chú anh chị. Hai loại giống này cái nào cũng siêu bông nha quý cô chú anh chị, nhất là hồng găng của nó rất là siêu bông ha. Giờ chiều tím. Mã số 16 này em xin giao lưu là 400.000. 400.000 là em bao ship ha. Tiếp theo mã số 17. Mã số 17 này là cây tím bướm ạ. Dòng tím bướm này là nó rất là siêu bông nha quý cô chú anh chị. Đây, cái màu tím bướm của nó rất là siêu bông ha, phân tàn tròn nha. Vừa ra có chỗ rộ và vừa có búp nha. Mã số 17 có chiều cao là 1m, tấn ngang 90, hoành 18. Rồi mã số 17 này em xin giao lưu là 400.000 luôn ạ. Mã số 17 cũng là mã số cuối clip của nhà vườn em ha. Em cũng cảm ơn quý cô chú anh chị đã thời gian qua đã ủng hộ nhà vườn em ạ. Em cũng rất cảm ơn cô chú anh chị đã xem kênh và ủng hộ nhà vườn em ha. Em chúc cô chú anh chị một ngày xem kênh thật là vui vẻ nha.